Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử, em là Phong đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một dự án có cái tên là CATC hay được gọi uh, tắt là CTSI. Thì đây là một dự án là về cơ sở hạ tầng và nó sẽ là một cái cơ sở hạ tầng layer 2 nha anh chị, là lớp thứ hai á để bổ trợ cho blockchain. Và ở đây không phải là một blockchain duy nhất mà rất là nhiều blockchain có thể là sử dụng qua CATC để làm cái layer 2 và layer 2 của KTC sẽ giúp cho những cái dự án blockchain có thể là bỏ đi cái giới hạn à, khi mà những blockchain bây giờ phải xử lý hàng tá hàng khối à, cái dữ liệu quan trọng à, trên on chain ha thì đối với KTC thì họ sẽ giúp cho anh chị có thể là xử lý những cái nguồn dữ liệu khổng lồ đó ở bên ngoài chuỗi và ở đây sẽ có một cái mức chi phí rất là thấp khi mà anh chị sử dụng CATSI. Với cái mức giá hiện tại của CATSI là 0.3718 thì đây là một con số khá là thấp và trước đây thì cũng đã có à, gọi một cái lệnh cho anh chị mua là CTSI spot ha, mua 0.8 và bán à, 1.5 vào là ngày mùng 4 tháng 11 thì anh chị có thể thấy là vào ngày mùng 4 tháng 11 thì chúng ta đã mua với mức giá 0.8 và cũng như là cái mức giá mà nó tăng trưởng là 1.4 ha. Thì cũng gần x2 đó anh chị. Thì đây là một cái dự án rất là tốt và em đánh giá rất là cao trong thời gian qua. Và nếu như anh chị đã bỏ lỡ một cái cơ hội trước đó rồi thì cái cơ hội tiếp theo của chúng ta sẽ là một cơ hội đầu tư dài hạn nha anh chị và cái mức giá của nó sẽ tiếp tục tăng trưởng và không nằm ở cái mức 1.4 này đâu mà nó có thể là cao hơn. thứ nhất là về tổng cung Tổng cung của nó là 1 tỷ đồng token và hiện tại cung hiện hành của nó đang là 519 triệu cái đồng CTSI, tức là 52% tổng cung, còn 48% nữa sẽ được cung tiếp trong thời gian tới. Vốn hóa tương đương với tổng cung hiện hành là 193 triệu đô. Đây là một con số rất là tuyệt vời thì những cái dự án như Catalyst thì rất là hiếm những cái con nào mà có À, cái vốn hóa cao như thế này nha anh chị và đối với cái volume này thì đủ để chúng ta thành khoảng 18 triệu đô và sàn giao dịch đã listing cái đồng KTC này là Binance Coinbase, KuCoin và nhiều sàn nữa thì trong đó Binance và Coinbase thì đối với hai cái sàn này thì chúng ta thấy được là cái sự rủi ro nó rất là thấp à, và đối với dự án này thì chúng ta có thể là xem qua một vài dữ liệu để tham khảo đây là dự án KTC và được IEO ở trên Binance nha anh chị Lombard ở trên Binance nha anh chị thì chúng ta thấy được là À, cái mức giá IO là 0.015 và hiện tại thì đang có mức tăng trưởng là 24 lần. Rồi mức private sale resell rai thì là 0.03 và cái mức tăng trưởng hiện tại là 12 lần. Rồi một vòng private sale resell nữa là cái mức giá 0.01 và cũng như đã đang ở cái mức lời là 37 lần ha. Và cũng như là dry là 0.005 với cái mức lời là 74 lần thì đối với những con số này chúng ta rút ra một điều là gì thứ nhất là cái vòng private đó, là cái vòng riêng tư đó, là bắt đầu từ tháng 8 2017 mà đến thời điểm 2020 ha đến tháng 8 2020 thì dự án này mới được EO và mở bán thì chúng ta thấy được một điều là đây là một bức tranh dài hạn từ 2017 đến giờ mà những nhà đầu tư private sale họ chờ đến giai đoạn EO để được trả thì đây là một cái điểm rất là tốt thì đối với vòng private sale thì họ được khóa là 12 tháng ha 12 tháng khóa kể từ thời điểm bán EO này và 14,3% sẽ được trả theo từng quý nha anh chị có là 3 tháng một lần là trả 14,3% đối với vòng này thì là 11,1% và đối với những cái vòng như là private này và cũng như là Eo á thì họ sẽ trả luôn và anh chị có thể là bán khi mà anh chị đăng ký được cái lamback về chúng ha. Đó thì chúng ta thấy được là đối với dự án này thì còn thời gian sẽ còn thời gian sẽ ha cho nên là mức giá trong thời điểm hiện tại á thực sự là nó chưa nó chưa thể nào mà tăng quá nhiều bởi vì lực sẽ lực cung ra thị trường vẫn còn nha anh chị. Và nếu như anh chị đầu tư dự án này thì vùng giá hiện tại thì anh chị cũng có thể là mua một chút bởi vì á cái lượng cung hiện hành này sẽ được trả ra thị trường theo từng quý. Và đối với một quý thì khi mà chu kỳ tăng trưởng thì nó đều có thể là tăng cả Và chúng ta có thể là cân đối và mua ở đây khoảng 1 phần 3 cho đến là 1 phần 4 uh, cái mức vốn của mình ha anh chị ha Và anh chị phải lưu ý là phần vốn của mình là phần tiền nhàn rỗi và không được sử dụng những khoản vay uh, để tránh những cái trường hợp rủi ro nha anh chị Và cũng như là khi mà anh chị mua ở đây 1 phần 4 rồi thì nếu như ở trong những cái quý tới mà tiếp tục ăn xả nữa thì chúng ta có thể là đi xe xuống đi xe xuống và ít nhất uh, thì nếu như mà thị trường có xấu đi thì anh chị vẫn phải còn tiền để mua ở cái vùng giá là 0.02, 0.04 nha anh chị Vì thời điểm đó là cái thời điểm mà rất là sát với giá IEO Và cũng như là nếu như một nhà đầu tư dài hạn đầu tư ở mức 0.005 này Họ muốn xả thì họ cũng sẽ đợi một con sóng tăng để họ xả Thì đối với dự án này nếu như Bitcoin tăng trưởng một lần nữa trong năm nay Thì cơ hội để anh chị có thể là x2 đến x4 lần là có thể nha anh chị nha và tất cả các thông tin về giá về mua vân vân nãy giờ em có nói với anh chị á thì đều không được xem là lời khuyên đầu tư và anh chị tự cân nhắc với khoản vốn của mình và chịu trách nhiệm với uh, việc đầu tư của mình nha anh chị nhé và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với trang web của Katasi để chúng ta xem thử là uh, KTC đang làm về vấn đề gì Ok thì uh, đối với ở trên website em thấy được là À, giao diện nhìn nó cũng rất là hiện đại anh chị ha thì ở đây có cái từ là limitless coding thì anh chị có thể là build những smart contract uh, bằng những cái phần mềm truyền thống chính thống khác nhau. Thay vì là hồi xưa thì anh chị à, à, sử dụng qua là cái Solidity đó để mà lập trình những cái smart contract thì bây giờ anh chị có thể lập trình bằng nhiều cái phần mềm khác nhau và cũng như là được hỗ trợ trên hệ điều hành Linux và tiếp theo là cái khả năng mở rộng rất là lớn ha, anh chị ha. Thì nó sẽ à, giúp cho anh chị có thể là tính toán được rất rất là nhiều dữ liệu à, rất là nhiều cái tệp lớn khác nhau với những cái chi phí nó rất là nhỏ ha và cũng như là sẽ được bảo mật hoàn toàn à, bởi những cái blockchain. Thì ở đây có ví dụ như là Ethereum nè. Thì tí nữa em sẽ nói sâu

À, thì anh chị biết là cái liên quan đến privacy là cái quyền riêng tư là những cái dữ liệu của chúng ta à, khi mà lên trên top chain hoặc là qua những cái dApp thì có thể là bị thu thập dữ liệu. Cho nên là đối với dự án Catalyst này thì nó sẽ giúp cho anh chị tối đa hóa những cái riêng tư về dữ liệu của mình ha. À, và tiếp theo là cái công cụ discard uh, SDK ha thì nó là một cái bộ công cụ giúp cho anh chị có thể là tính toán những cái tập lớn ở ngoài chuỗi thì bình thường làm trên on chain thì bây giờ sẽ làm off chain. Thì ở đây dễ hiểu thôi thì uh, giống như là anh chị uh, bây giờ Covid-19 thì thì bình thường là anh chị phải đến công ty để làm blockchain thì bây giờ nó sẽ giúp cho anh chị có thể là work from home ha làm ở nhà và làm ngoài ngoài công ty thì đó là cái ví dụ dễ hiểu thôi à, thay vì là chúng ta đưa những dữ liệu lên blockchain và xử lý thì blockchain nó xử lý rất là nhiều và nếu như mà gặp cái trường hợp là xử lý những cái tệp nó quá lớn đi thì nó sẽ bị ngãn mạng và cũng như là cái chi phí nó cực kỳ cao giống như ethereum cái thời điểm mà bị ngãn mạng anh chị biết đó cái phí giao dịch nó quá lớn quá lớn để mà anh chị có thể là swap hay là để anh chị có thể là à, làm những cái cái hợp đồng DeFi vân vân ở trên mạng Ethereum rất là đắt thì đối với cái discard này nó sẽ giúp cho anh chị làm ngoài chuỗi thì chúng ta sẽ đi đến cái phần thông tin của nó chúng ta đọc qua để chúng ta hiểu ha. Thì tổng quát Discat SDK là bộ cơ sở hạ tầng đơn giản nhất mà các DApp có thể sử dụng để chạy các phép tính không thể thực thi trên chuỗi hoặc quá đắt. Đó, không thể thực thi trên chuỗi hoặc quá đắt nha. Do độ phức tạp của chúng do lượng dữ liệu cần xử lý, có nghĩa là lượng dữ liệu mà nó quá lớn bỏ lên trên chuỗi blockchain chạy on chain thì sẽ rất là tốn, cho nên là chúng ta có thể là sử dụng cái Discat SDK này để mà chạy ở bên ngoài chuỗi off nhà anh chị với SDK DF chạy các tính toán ngoài chuỗi trên môi trường Linux hoàn chỉnh và không bị ảnh hưởng đến sự phân quyền theo cách mà những người sử dụng DF có thể là xác minh được. Có nghĩa là đây là một cái môi trường hoạt động trên Linux và cái dữ liệu này thì nó sẽ không có ai có thể là truy cập vào và được phân quyền ra. Thì đối với cái môi trường này thì cái sự phân quyền là sẽ không bị ảnh hưởng là không có phân quyền cho người A, người B, người C quá nhiều mà chỉ cho cái người đang sử dụng cái môi trường Linux này để mà xác thực những cái tập tin lớn thôi. Và những người mà sử dụng cái DApp này thì đều có thể là xác minh được trên các hợp đồng thông minh của blockchain đó, thì các tính toán cần được chạy bởi tất cả các nút đầy đủ tham gia vào mạng hoặc là phân đoạn của nó. Bởi vì giới hạn khối áp đặt Thông lượng tính toán tối đa trên mạng. mọi def sử dụng uh, tính toán gốc của blockchain cạnh tranh cho tài nguyên khan hiếm và trên toàn cầu thì do đó vẫn sẽ bị hạn chế uh, rất là nghiêm trọng. thì ở đây họ có nhấn mạnh thêm một lần nữa đối với những blockchain á, thì khi mà chạy uh, xử lý những cái giao dịch trên blockchain thì nó sẽ cần phải xác nhận qua các nốt khác nhau uh, để cho nó giải quyết một cái tập tin để xử lý xong một cái tập tin thì nó sẽ chia ra nhiều phân đoạn nhỏ nữa và nếu mà chạy như vậy đó thì nó sẽ bị giới hạn khối. có nghĩa là một cái khối đó nó chạy được khoảng một 000 cái bài toán đi thì nếu mà muốn chạy tiếp thì nó sẽ tốn rất là nhiều chi phí để giải quyết hết một cái dữ liệu một cái bài toán đó cho nên là đối với uh, cái describe này nó sẽ giúp cho anh chị rất là nhiều thứ ha thì tổng quan là như vậy chúng ta đã hiểu sơ qua rồi còn nói chuyên sâu hơn nữa thì nó rất là dài dòng phức tạp nói chung là tổng kết lại cái sdk describe này á đơn giản á là khi mà blockchain nó nghẽn á thì những cái layer 2 như CaterSky Sky nó sẽ giúp cho anh chị giải quyết cái bài toán về chi phí để xử lý những cái dữ liệu khổng lồ một cách là à, dễ dàng hơn và cũng như là có thể là minh chứng được và nếu như mà có tranh chấp thì đều có thể là giải quyết được nha anh chị. Để dễ hiểu hơn thì cái máy Catalyst của nó nó giống như là một cái máy ảo ha. Ví dụ như anh chị đang xài cái mà anh chị đang thấy của em là một cái window đi thì nó sẽ có một cái phần mềm nữa nhỏ ha một cái phần mềm nhỏ nữa để chạy một cái window ảo nữa ở đây giống như là virtual box nè những cái phần mềm để chạy os ảo anh chị đó thì đối với katasi thì nó sẽ là một cái máy ảo dạng như là vmware nhưng mà để nó sử dụng Linux và cũng như là xử lý những cái giao dịch Ha, xử lý những cái giao dịch liên quan đến blockchain thôi đó thì ở đây họ có ví dụ này để làm cho mô tả này cụ thể hơn đây là một ví dụ về tính toán có thể là được thực hiện ở trong máy Katasi kiểm tra xem ai đã thắng một trận cờ vua hoặc là một trò chơi phức tạp khác liên quan đến hai người chơi đã ghi cái nước nào và lần đi của họ. Rồi xác minh rằng ai đã giải đố thành công câu đố, một vấn đề tối hóa và một số nhiệm vụ trí tuệ nhân tạo. Tính toán băm và một số đầu vào nhất định bằng cách sử dụng một số thuật toán tốn kém chẳng hạn như script. Đó, rồi các xác minh, rồi xác minh chữ ký mật mã bằng cách sử dụng một số thuật toán chưa được triển khai trên blockchain rồi chạy một truy vấn phức tạp ở trên cơ sở dữ liệu lớn chứa bên trong thông số kỹ thuật của máy thì chúng ta thấy được là những cái bài toán này khi mà đẩy lên tốc trên nó sẽ rất là phức tạp và rất là tốn kém giống như cờ vua đi nó đi rất là nhiều nước đúng không ạ đó đi đi ngựa đi mẻ đi tốt vân vân đó nó đi rất là nhiều nước để làm sao để mà họ xác định được ai là người thắng á, thì phải đưa ra một cái máy ngoài bởi vì khi mà đưa lên góc trên thì nó sẽ rất là tốn kém bởi vì nhiều bước quá để phải xử lý rồi những cái liên quan đến câu đố đi trí tuệ nhân tạo đi thì trí tuệ nhân tạo thì nó là một cái phần rất là rất là hóc bú luôn bởi vì ví dụ như là để xác, định, uh, uh, để xác định một cái trí tệ nhân tạo Có thể là nhận dạng được một con mèo Đó thì nó phải xử lý những cái hình ảnh làm sao uh, Từng cái pixel, pixel, pixel như thế nào Thì đối với cái vấn đề này mà đưa lên trên Đưa lên trên blockchain Thì không có blockchain nào mà chịu nổ Và nó sẽ nhẽn Và cũng như là chi phí cực cực kỳ cao luôn anh chị Thì đó chúng ta thấy được là những cái bài toán khó thì đối với cái máy của catoxi thì nó sẽ làm được nha anh chị thì về cơ bản thì chúng ta hiểu về cái dự án là, là nói là như vậy thì nó sẽ giống như một cái hộp đen và sẽ giúp cho blockchain có thể xử lý được rất là nhiều cái vấn đề khác nhau xung quanh à, liên quan đến cái công nghệ của catoxi thì anh chị có thể là vào cái trang đốc của nó à, và anh chị đọc ha anh chị đọc từng cái từng cái một bởi vì nó rất rất là phức tạp à, và nếu như mà để mà trình bày ra hết cho anh chị trong một ngày thì nó không thể nào mà trình bày hết được à, đó thì à, đó là về cái công nghệ ha thì bây giờ chúng ta hãy đi đến đội ngũ của họ của họ và để xem là họ có những ai thì đầu tiên là chúng ta có eric demura là ceo à, thì chúng ta sẽ xem hai người thôi ha đó là eric và cũng như là colin thì để xem là hai người này làm về cái gì và cũng họ cũng đã để tên tuổi mặt mũi và cũng như là hồ sơ của họ ở trên này đó thì mặt mũi của anh ta đây anh chị có thể là xem qua, ha. nhìn cũng khá là dày dặn và chắc cũng có khá là nhiều kinh nghiệm Thì chúng ta hãy uh, đi xuống cái phần uh, kinh nghiệm để xem thử là anh này đã làm về những cái lĩnh vực gì uh, Thì uh, trước đó thì anh cũng là thực tập viên của rất là nhiều công ty về công nghệ, về phần mềm ha Đó rồi, công việc đầu tiên anh ta làm là từ 2000 đến 2002, là 2 năm anh ta làm cho cái công ty là viễn thông đó là Wins Và đây là phát triển phần mềm nè Rồi anh ta cũng làm về phát triển và thiết kế phần mềm nè đó rất là nhiều ha. À, kỹ sư phần mềm nè, rồi à, phát triển với thiết kế phần mềm rất là nhiều. Em for you nè, là cũng phát triển với thiết kế phần mềm luôn nè. Ở à, web radar nè và bây giờ anh ta đang làm là founder và CEO của Catercy. Thì chúng ta thấy được là về kinh nghiệm thì à, đối với một dự án công nghệ thì chắc chắn cái người đứng ra sáng lập và cũng như là điều hành cái công ty đó thì phải À, điều hành cái dự án đó thì phải là một người dân công nghệ thì chúng ta thấy được là kinh nghiệm về công nghệ về phát triển phần mềm của anh ta rất là tốt bởi vậy chúng ta mới thấy được cái bộ công cụ uh, Discord đó anh chị nó rất là tốt ha rồi về calling thì sao đây là COO thì thì về kinh nghiệm của anh này thì làm về quản lý phần mềm nè rồi làm về hệ thống doanh nghiệp nè doanh nghiệp này rồi làm về co founder của một cái công ty ở Canada nè làm về co-founder của một công ty ở Trung Quốc nè Rồi làm về giám đốc quản lý quan hệ đối tác nè rồi uh, phân tích kỹ thuật đầu tư vân vân rồi Nói chung là anh chàng này làm CEO là giám đốc điều hành với cái kinh nghiệm để làm qua rất là nhiều uh, cái chức danh về giám đốc thì chúng ta thấy được là Ok thì người đầu tiên là CEO thì có cái kinh nghiệm về công nghệ uh, người tiếp theo á, là calling á, thì lại có kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp thì chúng ta thấy được là đối với CEO và CEO này chúng ta thấy là rất là ổn khi mà họ có kinh nghiệm khá là dài ha và cũng như là đội ngũ của họ cũng có rất là nhiều từ kỹ sư cho đến nhà nghiên cứu đến kỹ sư phần mềm kỹ sư phần mềm cao cấp nói chung là phần mềm rất là nhiều ha quản lý nhân sự và quản trị nè đó phát triển kinh doanh nè rồi tiếp thị ở thị trường trung quốc này nghiên cứu về defi rất là nhiều người có cái à, khả năng làm việc ở đây ở à, chúng ta thấy rất là tốt ha thì tiếp tục là cái phần cố vấn thì chúng ta thấy được là có cố vấn cao cấp đồng sáng lập iota à, rồi đây là tiến sĩ luôn nha anh chị rồi có Start of Skin là cố vấn cao cấp Core Dev và bus Dev uh, của Win Rồi có Michael là giám đốc điều hành Bitbank Angel Rồi là thành viên hội đồng quản trị liên minh toàn châu Á Thì nói chung là toàn những người có tên tuổi từ tiến sĩ cho đến là những uh, giám đốc Hoặc là hội đồng quản trị rất là lớn nha anh chị Thì chúng ta thấy được đây là một dàn cố vấn cũng khá là uy tín Và cũng như là có thể là giúp cho uh, Catexy có thể là phát triển trong thời gian dài uh, Và cũng như là trong thời điểm hiện tại chúng ta thấy được là lên được Binance Coinbase đối với dạng cố vấn này và cũng như là cái công nghệ và cũng như cái sản phẩm của họ à, đang chạy ở trên thị trường chúng ta thấy rất là tốt ha về đối tác thì chúng ta có LD Capital, SNZ rồi SOSV rồi à, rồi có Benelom Lombard, là có Big Ben Angel nói chung là những cái quỹ có tên tuổi trong đó có cả là Ingest Ship Protocol và cũng như là Avalanche thì chúng ta thấy được là đây là những cái đối tác ha là những cái đối tác rất là hoàn hảo để mà dự án có thể là à, thứ nhất là mở rộng thứ hai là à, có thể là kiểm chứng được cái công nghệ của họ thì hiện tại với Cathercy thì cũng đã có rất rất là nhiều buôn mọc lên và nếu như anh chị đang có tiền muốn mở nốt muốn mở bull thì anh chị cũng có thể là tham gia vào Katasi à, thì mọi thông tin uh, về bull và nốt thì nó đều nằm trên trang chủ của KTC. và anh chị có thể là vào đó chúng ta đọc thử những cái cấu hình rồi những cái điều kiện vân vân để chúng ta tạo ra được một cái nốt và một cái bull vì chúng ta thấy được là ở đây thì có cái mức uh, trả thưởng cũng khá là hấp dẫn ha hàng năm là 23,3% phần trăm và 7 ngày phần trăm 7 ngày là 0.4% nó khá là nhiều khá là nhiều đối với những cái bull trong thời điểm hiện tại và cũng như là cái khối lượng block á, và cũng như là stacking nó khá là nhiều ha rất là nhiều luôn và chúng ta thấy được là đối với một dự án nó đang ở trên cái chu kỳ phát triển đang trong quá trình phát triển mà chúng ta đầu tư và dài hạn á khi mà dự án này chỉ cần có một cái cập nhật mới thôi và có một cái để giúp cho cái sản phẩm của họ tốt hơn thôi thì dự án này em nghĩ là sẽ một dự án phát triển về tầm xa đối với cái khoản đầu tư này nếu như anh chị đầu tư trong dài hạn thì hãy đặt mục tiêu xa một tí bởi vì đối với những nền tảng làm layer 2 nó sẽ phát triển cực kỳ mạnh trong thời gian tới nha anh chị đó thì đây là cái video em muốn review cho anh chị sơ qua tổng quan qua về dự án Katasi và nếu như anh chị muốn đầu tư dự án này thì anh chị nên dành thời gian ra một 2 tiếng để chúng ta đọc qua cái tài liệu về nó để hiểu hơn về Galaxy, về cái công nghệ và cái sản phẩm của họ đang cung cấp ra ngoài thị trường nha anh chị. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này. À, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.